Táo Quân 2024 ghi nhận sự thay đổi lớn trong lịch sử phát sóng. Không duy trì đàn diễn viên quen thuộc tạo nên tên tuổi của chương trình, Táo Quân gần như thay mới toàn bộ dàn diễn viên. Khán giả không được thấy nghệ sĩ nhân dân Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung trên sân khấu. Thay vào đó là dàn diễn viên trẻ như Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, Thanh Hương, Lý Chí Huy. Hình thức chương trình cũng từ buổi chầu chuyển thành chuyến phi hành xuống hạ giới của Ngọc Hoàng, nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh và Nam Tảo Đỗ Duy Nam. Cũng với lý do này, phần hỏi tội các táo không còn là nội dung chính như mọi năm. Các mảng miếng tung hứng hài hước, vì vậy được chia đều cho các nhân vật mà Ngọc Hoàng gặp gỡ ở hạ giới. Những vấn đề nóng trong xã hội được đề cập trực diện với nhiều câu nói hay như dấu hiệu lừa đảo khi mua bảo hiểm nhân thọ. Về việc giá vàng liên tục leo thang, thị trường bất động sản đóng băng, bạo lực học đường, học sinh bị cắt xén đồ ăn trưa. Tuy nhiên, những câu nói ngắn gọn gây ấn tượng mạnh, sâu cay không nhiều như mọi năm.